Hello, xin chào cả nhà nha. Hello anh em nha. Rất mong anh em, nhiều anh em gọi và nhắn tin thắc mắc, là nhiều anh em có thể mua hàng ở trên Fanpage này mà Tuấn không trả lời được, rất mong mọi người thông cảm. Thì tất cả có cái gì thì anh em truy cập vào cái Zalo dùm, Tuấn cảm ơn. Thì thời gian kế tiếp đây mình cứ phải thường xuyên, cứ phải lâu lâu phải đi tập lái một lần nha. Chủ nhật này mình sẽ chạy Phú Yên cho mọi người. Thứ nhất là thi bằng lái xe nó như là khổ, tốn tiền, mất thời gian, lại tốn tiền mua ô tô nữa. Bữa nay phải chạy đủ hơn 800 cây số mới cho thi nha anh em. Thì chủ nhật này mình sẽ làm chuyến ở Phú Yên để cho cái hành trình nó dài ra, để cho nhăn đủ để 2 tháng nữa mình bắt đầu mình thi nha anh em. Thì nó khổ. Đấy. Thì tất cả anh em lấy cái gì thì chúng ta hãy truy cập vào cái Zalo dùm. Cảm ơn mọi người. Hơn 800 cây số phải đi khá là dài anh em ạ. Đấy, Phú Yên đi về, tiếp tục ra Phú Cát đồ lung tung, bởi vì nó phải đủ hành trình. Khi mình lên buồng lái nó phải có camera nó quét anh em ạ. À, ước gì bây giờ chỗ nào lo cho xong cái bằng 20-30 triệu lo luôn cho rồi đỡ phải học phê quá rồi. Đó, hết lý thuyết xong rồi tới mô phỏng rồi đi chạy thực hành, hết thời gian anh em ạ. Cảm ơn mọi người, tối giờ học lý thuyết tí. Đấy, tất cả anh em có cần cái gì chúng ta hãy truy cập cái Zalo dùng. Cảm ơn thì mọi người. Thì ít nữa thì Tuấn có dạy Zalo, dạy full xăng điện tử online thì Tuấn lại mời mọi người vào. Còn tất cả anh em nào đã mua máy móc, mua tài liệu, mình tặng nhóm học online. Mọi người chịu khó vào trong đó kéo từng bài một, học hết cái nhóm này thì mình lại mời mọi người vào nhóm khác. Lê Xuân Giáp, cảm ơn mọi người. Để từ đến Tết mình thi cái bằng cho nó xong rồi đã mọi người ạ. Mệt quá, đủ công việc. Học là phải nhớ mọi người ạ. Không ai mốt cái bộ phẩm đánh mình chết. Khói, còn chán cái bộ phẩm. Rồi thì đầu tiên á, không có gì nhiều. Có rất nhiều anh em bảo đọc những tài liệu này khá là hay. Thì mình chỉ biết là cảm ơn tất cả anh em thôi. Còn những anh em nào khó khăn thì chúng ta hãy dần dụng ít đồng mua bộ tài liệu này về nhà đọc. Nó khá hữu ích với anh em. Hồi giờ ít va chạm với phun xăng điện tử. Đấy, em nói thật sự các anh nào hoặc là anh em nào mà ít va chạm với phun xăng điện tử, các anh chịu khó ăn tối xong thì thay vì các anh coi thời sự đài truyền hình nhà nước hoặc là nước ngoài, hoặc là chúng ta hóng mỗi cái tin ở trên cộng đồng, thì thay vì đó là anh em chịu khó mở cái này ra anh em đọc. Đấy. Đó, những anh em chịu khó đọc. Đấy, buồn coi như chúng ta như bản thân thì Tuấn vậy thôi. Bữa nay học lý thuyết về thi bằng ô tô cảm thấy nó mệt mỏi anh em ạ. Thì nó đơn giản giống ngày xưa mình học tài liệu. Thì mình cảm thấy mình học trong vòng khoảng một tuần hay là nửa tháng, mình cảm thấy cái này có hay, có đúng, có hữu ích. Đúng, cái này mình cần phải học. Như kiểu cái mô phẩm cũng vậy thôi. Mô phẩm 120 tình huống đúng, người ta làm như vậy để mình xử lý. Nếu mình xử lý tốt ở cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ đạt được cái điểm tốt nhất là 5/5 điểm. Còn chúng ta xử lý hơi kém một tí, chúng ta sẽ được 4/5, rồi 3/5, 2/5. Đấy, thì đầu tiên mình học mình cảm thấy mệt, nhưng dạng này mình cảm thấy ok. Mình đã cầm cái bu lăng ra ngoài đường trường mình chạy. Đúng, mình phải hiểu những xử lý những cái tình huống như vậy. Mình phải luôn luôn ở trạng thái quan sát cực kỳ là lớn. Đó, anh em hiểu không? Bởi vì bất kỳ một cái va chạm nào nó luôn luôn xảy ra, chúng ta không thể nào được chủ quan. Thì cái đó cảm thấy cái rất là hay, thì mình phải cần học. Lê Xuân Giáp, ok anh trai ơi, em nhớ rồi, mai em gửi cho. Đấy, nó học bằng ô tô nó chẳng khác gì học phun xăng điện tử. Hầu như nó khá là nhiều những cái điều nó khá là hay để cho chúng ta phải xử lý. Đấy, tốt. Bởi vì chúng ta phải nhìn thấy những cái chướng ngại vật từ xa. Không thể nào chúng ta mà sơ sài và sơ ý. Nên nó khá là hay.
thì càng học thì càng hay. Cái mô phỏng thì chẳng có cái gì khó cả, bởi vì nó chỉ là 120 tình huống. Khi đi thi thì chúng ta chỉ có 10 tình huống thì đương nhiên sẽ đạt được điểm chuẩn. Một tình huống là được 5 điểm, 10 tình huống là được 50 hoặc là 45/50. Thì hy vọng rằng mình sẽ một ngày mình nhớ khoảng 20 tình huống trong vòng một tuần. Đấy, hy vọng một ngày chịu khó nhớ khoảng 20 tình huống đó, tùy theo cách mình bấm, khoảng cách bấm chọn. Thì trong vòng 6 ngày sẽ là 120 tình huống. Đấy, mình cố gắng mình nhai đi nhai lại tiếp tục, xong 600 câu hỏi kia mình nhớ là ok. Cái quan trọng là chúng ta nhìn quen mắt, xong chúng ta sẽ tải app về máy tính hoặc là tải app về điện thoại để chúng ta nhìn thấy khoảng cách để chúng ta bấm xem được có 5 điểm chuẩn hay không. Thì những anh em nào thi bằng lái xe thì cố gắng học như vậy. Đấy, ok. Rồi thì những anh em nào ok, đấy, những cái tài liệu này những anh em nào nhận về trước thì ok này, Tuấn sẽ tặng anh em cái nhóm học online. Hy vọng rằng các bạn vào trong cái chịu khó đọc, không có gì nhiều. Đấy, chỉ có tấm lòng nho nhỏ, anh em mua tài liệu mình kèm cho anh em nhóm học online nha. Đó. Có rất nhiều anh em tâm sự ở cuộc sống nghèo nàn, khó khăn, khổ cực ở quê, ít va chạm với phun xăng điện tử, năm thở 10 thì có con xe ga vào học vặt, thì đương nhiên chúng ta lại không biết, thì nó rất là khó khăn đấy cho anh em. Thì hy vọng rằng anh em hãy chịu khó nắm bắt cái thời cơ. Những lúc nào chúng ta rảnh rỗi, chúng ta chịu khó đọc để chúng ta thành công. Rồi, bộ ba TBS Winner Sonic. Anh em nào cần thì comment. Đó, hàng đã về. Em có khoảng vài chục cục hàng, ba mọi người chạy test thoải mái. Đó, thì anh em nào cần thì comment. Và nghe nói vừa rồi hãng Honda tiếp tục lên nha. Đấy, anh em nào cần những con Rle ở trạng thái đề cặt cặt. Rồi, đề ở trạng thái nổ nhưng bỏ sạc, sạc bị chập chờn thì anh em comment nha. IC Rle này zin cho anh em toàn tập nha. Nhìn cái tem là biết zin rồi. Tất cả những con tem zin cho anh em là cái chữ nó luôn luôn phải như vậy. Đó, thì anh em nào cần thì comment. Rle 5 chân đề và sạc vừa rồi anh em nào đặt đã hết hàng, thì bữa nay em về có khoảng vài chục cục à. Anh em nào cần thì ủng hộ nha. Đấy, Rle 5 chân. Đấy, cạch cạch thì anh em không cần phải nối dây, mất công rồi chúng ta lại không hiểu đâu là cuộn dây. Thì anh em thay vì chúng ta đỡ phải đau đầu thì anh em mua về nhà dự phòng cắm vào, xe sạc chập chờn, đấy, vài ngày là hết bình thì anh em thay vào, anh em lấy tiền. Thì nó chỉ là một cái tiếp điểm thôi mà, đấy, thường hở và thường đóng. Thì một lần IC dập mát thì đương nhiên nó cứ nhảy tọc tọc này, tọc tọc. Thì một lần nhảy thì đương nhiên sẽ một lần bị mo ve, một lần nhảy thì sẽ là một lần phóng điện. Thì ở trong này sẽ là mặt bít. Mặt bít lâu ngày sẽ là gì? Sẽ bị mòn đi và ten và oxy hóa. Thì đương nhiên lúc này chúng ta sẽ tiếp điểm không tốt. Thì quý anh em cảm thấy đồng tiền thì mua ở ủng hộ Đình Tuấn. Chẳng có cái gì, bán Rle này thì thật sự nó lời rất mỏng. Đấy, không có gì là nó giàu sang cả. Hy vọng rằng mang lại cho anh em cái đỡ bị hằn thì anh em ủng hộ. Và trên tay của mình có motorbox, anh em muốn 2.2, 2.3. Và anh em cứ quan trọng 2.2, 2.3 làm được cái gì, chúng ta có làm được hết không? Con máy này mới len keng bán cho anh em cái giá cực rẻ. Anh em nào cần comment. Cáp hiếc đầy đủ cho anh em. Nha. Yeah. Đấy. Ok. Đấy. Anh em nào cần thì comment. Đó. Đó, anh em nào cần thì comment nha. Motorbox, em có một con thì anh em nào comment chia sẻ. Đấy, như cái này cũng vậy thôi. Nó chẳng là gì cả, có mấy đồng bạc lẻ. Đấy, anh em mua về nhà phục vụ. Thì có cái bộ tài liệu kia nữa rồi. Anh em về nhà chỉ cần xem và anh em làm theo thôi. Đấy, cuộc sống này đỡ phải hỏi ở cái lỗi số 7. Đang làm mất công thời gian, mất công lại viết comment, mất công lại gọi cho người khác. Cái lỗi là số 7 là lỗi gì?
Đấy, thay vì chúng ta gọi thì chúng ta hàng đêm chúng ta chịu khó đọc sách. Lỗ số 7 thì chúng ta giả lập cho nó cái điện áp. Thế thôi, tất cả trong tài liệu đều chỉ hết cho anh em. Rồi, chân IC nó về đâu nếu giả lập không thành công? Thì chúng ta chỉ cần đo thông mạch. Đứt dây thì anh em nối lại. Đấy, không đáng bao nhiêu tiền cả. Nó không đáng bao nhiêu đồng tiền cả. Anh em nào cần thì comment. Và cái mô bin này cũng vậy. Cần gì anh em phải hỏi ai. Cái cục này không phải là giá 1 triệu. Giá có mấy chục nghìn thôi. Cứ con xe này chậm nổ, con xe đánh lửa liệt phịch. Anh em cần gì phải suy nghĩ. Anh em nhét cho Đình Tuấn hai sợi dây này rút ra cắm vào. Nhìn thấy cái tẩu nó còn ngon, ok. Cái tẩu nó cũ rồi thì kích vào cái buji luôn. Nó nổ là ok, khỏi cần phải hỏi. Tại sao anh em lại không dám đầu tư cái này? Có rất nhiều anh em hàng ngày cứ phải gọi. Cuối cùng chết mô bin rất nhiều. WRSX Future, những cái dòng xe A-Black đề từ. Nó bị điếng rồi anh em hiểu không? Trong này chỉ là hai cuộn dây sơ cấp và thứ cấp. Nó chỉ là một cái cuộn dây đồng quấn quăn ở trong này thôi. Thì trong quá trình nó làm việc nhiều mà, cái gì nó không toan. Nó đơn giản những cái cuộn đèn của những cái dòng xe Jimway rồi A-Black rồi Lidl đấy. Không có cái gì là cái tồn tại cả mọi người ạ. Đấy, anh em có cái gì đâu, anh em phải hỏi, phải thử, cắm vào luôn. Và chúng ta rút cái tẩu buji ra, cái bọt cái buji ra, hoặc là cái chụp buji ra. Anh em nhà buji chắc ai cũng chẳng bao giờ gọi là thiếu cả. Lắp vào là xong. Đó. Có cái gì đâu, phải nghi ngờ. Còn riêng cái mặt IC nhá. Nó chết là nó chết luôn, không bao giờ đánh lửa lẹt phẹt. Đó. Đấy, anh em đừng có hỏi, ở cái này đánh lửa lẹt phẹt, cái này có hư IC không hả Tuấn ơi? Anh em chỉ cần thay cục bô bi sườn này ngon là ok. Ừ. Đó là cái bài toán mình muốn hy vọng chia sẻ cho anh em. Anh em hãy cố gắng. Đấy, nhiều cái hơi tí là chúng ta cứ đụng cái vấn đề rất nhỏ nhoi. Mà anh em cứ phải hỏi thiên hạ rồi, anh em cứ phải đăng bài lên trên mạng xã hội. Nó chẳng là cái gì cả mà chúng ta phải đăng, trừ khi những cái ban là nó khó, còn ba cái lặt phật này thì anh em hãy chịu khó theo dõi những cái buổi live stream ở trong fanpage của em này. Đấy, cứ theo dõi khi nào thì Tuấn nó like, mẹ nó nói cái gì đi chăng nữa, cứ nó like, cảm thấy hay thì nghe, không hay thì chúng ta rút lui. Đấy, cho cuộc sống này nó bớt khổ anh em ạ, bớt bị hằn. Trên con xe FI có cái gì đâu. Đấy, lửa củi tốt. Vấn đề xăng anh em vẫn chưa bao giờ mà tìm ra vấn đề bị xăng tạp chất. Đấy thì chúng ta phải quan sát đa số mấy cái này hư. Đầu tiên này, motor bơm này. Đó, chụp buji này, mấy cái này là hư đầu tiên. Ừ. Còn FI đâu phải nó dễ hư đâu anh em. Trong con xe FI nhá, mình nói cho anh em, đừng có nói là mình bảo là mình nói phét nhá. Một con xe FI nhá, zin hoàn toàn nhá. Không có thầy bà nào đục đọi nha, không có chuột nào cắn nha. Chỉ là xăng tạp chất là một nè. Motor bơm lâu chạy vài chục ngàn bị yếu nè, là hai nè. Bị tẩu buji và chụp buji, cái đó mình không nói, là bất kỳ ông em thợ nào phải biết. Và cái này nữa này là hết. Hết bài cho xe FI. Bởi vì con xe chỉ cần xăng và lửa. Đó, lửa tốt, xăng tốt, khí và xăng là cái gì? Gặp nhau ở trạng thái vừa đủ. Đấy, nó sẽ sinh ra cái hỗn hợp xịt vào là nó pịt. Anh em hiểu không? Nó chỉ có thế thôi, chẳng có cái gì lăn tăn về FI nhiều cả. Đấy, thà cái vấn đề hệ thống khóa, hệ thống gì đấy mình không nói, FI chỉ có thế thôi. Một con xe hầu như vít tất cả cảm biến, chỉ cần xăng và lửa là nó nổ. Nhớ chưa? Một con xe vít đi toàn cầu trên một con xe, chỉ miễn sao nó có xăng, có lửa là nổ. Không có gì là lăn tăn cả.
ăn Đặng Huy Phạm hụt ga nó có rất nhiều nguyên nhân. Hụt ga zin theo nhà sản xuất thì chẳng có bố con thằng nào can thiệp cả, em dám đảm bảo luôn. Nếu không dùng máy remap mở tua gì đó, nếu những cái dòng xe không có map thì ở trạng thái ở đây người ta thiết kế ở đây không phải những con xe hụt ga. Khi tại sao khi một con xe động cơ nguội, khi những khách hàng hay bản thân chúng ta đề ba cái chúng ta có mà đi ăn trộm hay sao, người ta chúng ta phải chạy ngay. Đúng, nó sinh ra van từ cầm chừng nhăn, đúng, cũng có cái hay của nó. Ở trạng thái 5 đến 7 giây nó ngắt. Để làm gì? Nhớt lúc này. Bôi trơn hết lên động cơ. Khi một con xe để nguội lúc này động cơ lắng hết xuống trong. Trong gì ạ? Trong bụng lốc. Thì một con xe cần phải khởi động. Khởi động lên phải chờ khoảng vài giây để cho làm gì? Nhớt, để cho nung nóng, để cho nó bôi trơn lên động cơ. Nhưng thật sự người Việt Nam mình ra cứ đi bấm nút đề phát chạy luôn. Có mà đi ăn cướp, có mà đi ăn trộm chó. Chúng ta chừng lại khoảng vài giây, khoảng 10 giây, 15 giây chết hả? Lúc này động cơ đã đủ nóng lên rồi. Nhớt lúc này đã bơm, lúc cái chạy đã ngon không? Đấy. Ok đúng không? Bởi vì chúng ta là tất cả là một người đồng hoàng cả như vậy. Một con xe có làm vội gì đâu, vội đâu khoảng 15 giây. Khởi động lên một chút xíu rồi chạy. Đấy, những cái xe mà không có trang bị map thì cái liên quan gì đâu. Còn vấn đề hụt ga không phải nhà sản xuất hụt ga đầu ấy. Trong cái đó nó chỉ là tích tắc. Đó. Anh em hiểu không? Xăng mo ve dây. Đó, ở vấn đề đó. Đấy, xăng cộ Việt Nam mình thì mẹ pha đủ các vật chất, tất cả là vì tiền. Rồi, là gì nữa? Dây dựa, mo ve, sụt áp, đắn lửa không chuẩn. Thế có cái gì đâu? Ừ. Ok. Mọi người hiểu không? Đấy, buổi tối nay em chỉ chia sẻ mọi người một chút xíu thôi. Anh em nào cần comment rồi hòa ga thì nốt nhạc. Hòa ga thì Giang Huy Phạm, hòa ga thì chỉ một tích tắc. Nếu xe có van từ cầm chừng nhăn mới gọi là hòa. Còn xe có van garanti trừ khi nó bị kẹt gan, van garanti thôi. Hòa ga trên cái xe mà không có van garanti, nó chỉ có van từ cầm chừng, bịt cái van nó lại là im mồm ngay hoặc là bỏ cái van ấy đi. Bởi vì con IC lâu ngày nó cả từng, lâu, tưng từng. Đấy, dập mát cho cái van từ phát lúc này nó mở, cấp một cái đường gió lớn hơn, thì nó hòa thế thôi. Anh em hiểu không? Hòa mới hoạt. Đó. Rồi anh em nào cần thì comment nhá. Em đi nghỉ sớm tí, về nhà em ôn luyện tí đây. Mai em live stream em ship hàng cho mọi người. Mối nhiều quá. Đó. Rồi motobox 6.8 triệu ngày xưa, bữa nay rẻ cả nửa. Rồi Rle đề xịn nha anh em. Ủng hộ em nha. Rồi, xin chào mọi người. Bye bye nhá, offline.